mọi người, chào mừng mọi người đến Darlene Vlog. Và trong cái video ngày hôm nay, bọn mình sẽ quay Instagram điều khiển một ngày trong cuộc sống của bọn mình. Hello. Đây là lần thứ 3 anh Đạt sẽ nấu cho Linda ăn. Ai rửa bát đây? Cảm ơn mọi người đã vote. Rớt dâu à? Rớt dâu. Chào buổi sáng mọi người, tình hình là đêm qua Linda đã hỏi mọi người trên Instagram là ai ngày mai sẽ phải dậy 8 giờ sáng để cho môn đi dạo. Hiện giờ là 9 giờ rồi nhưng mà bây giờ mình ngủ dậy. Nên là bây giờ cái người được chọn nhiều nhất hôm qua là anh Đạt. Anh Đạt đã có 73% và Linda 27%. Và bây giờ chúng ta sẽ gọi anh Đạt dậy để đi dạo với Moon nha. Moon ơi, bye bye. Bye bye. Đi dạo vui vẻ. Hello. Hello. Sau khi anh Đạt đã đi dạo với Moon thì bây giờ bọn mình sẽ nấu bữa sáng. Và mình đã đăng lên Instagram là ai sẽ là người làm bữa sáng ngày hôm nay. Và 59% đã vote cho anh Đạt. Để anh gọi Grab Food nhé. Mọi người biết không, trong bao nhiêu năm yêu nhau ấy, đây là lần thứ 3 anh Đạt sẽ nấu cho Linda ăn. Hôm nay anh sẽ nấu món gì anh? Mình sẽ nấu Butcherbrot Sprott. Là bánh mì nướng cùng cá Sprott. Đây là cá của Nga nha mọi người. Đây là bữa ăn sáng của bọn mình. Cái này ăn như nào anh? Cái này từ đầu cho cái chuột đầu trước này. Rồi cho cá lên à? Cho cá lên, nhẹ nhàng, đầy đủ. Ăn thử thì ngon lắm. Bây giờ mình sẽ ăn thử cái món mà anh Đạt đã làm cho mình nhá. Cá sprott. Cá muối. Cái món này ở bên Nga này họ hay ăn rất là nhiều nên hôm nay mình sẽ thử này. Ngon không? Ngon. 500. Như đấy. Để em gửi anh cái ghi không nợ của anh mấy năm em nấu ăn ngay nhá. Ngon không anh? Amazing. Sau khi ăn thì ai rửa bát đây? Tất nhiên là anh rồi. Tất nhiên là anh rồi. Không cần xem vote luôn. Dỗi rồi. Dỗi rồi. 80% đã vote cho anh Đạt. Trời ơi, mọi người hôm nay quý Linda ghê. Đi rửa bát. Em ơi. Ôi. Anh có chỗ này nhá, em phải chọn số 1 hoặc là số 2. Nếu mà chọn đúng thì được tiền, nếu mà chọn sai thì phải đi rửa bát. Ok, em chọn số 1. Cho đoán lại đấy, số 1 hay số 2? Số 1. Chắc chưa? Chắc. Em tự chọn nhá, số 1 này. Đi rửa bát. Tình hình là điện thoại anh Đạt đang bị hỏng cảm ứng. Nên là Linda đã đăng lên Instagram để cho mọi người vote là nên đi mua điện thoại mới hay là sửa em cũ. Và 84% đã chọn đi mua điện thoại mới. Nên là chúng ta bây giờ sẽ chuẩn bị để đi mua nha. Đi mua điện thoại rồi sẽ đi siêu thị thôi. Và hôm nay ai là người lái xe? It's me. Anh Đạt là người lái Uber. Xe mình đã đăng lên Instagram để cho mọi người chọn là ai là người lái xe hôm nay. Và mọi người đã chọn anh Đạt. Thật ra thì thường chủ yếu anh Đạt cũng là người lái xe. Mình rất là lười lái xe luôn ý mọi người. Và may là... biết lái. May là 57% đã chọn là anh Đạt lái xe. Thật ra thì từ lúc Linda vào Sài Gòn, Linda đã rất là lười lái xe. Vì là đường ở trong này đông so với Nha Trang rất là nhiều. Với lại mình còn không quen nữa. Và bây giờ tất cả nhiệm vụ là mình nhường cho anh tài xế. Tài xế Grab. Lê Phong Đạt. Mình đã mua điện thoại mới rồi nhá. Cảm ơn mọi người đã vote để mình được mua điện thoại mới. Thank you. Bọn mình đã tới siêu thị Megamart. Và bây giờ bọn mình sẽ mua đồ để về nhà nấu ăn trưa. Mình đã đăng lên trên Instagram là nên nấu pesto hoặc là bolognese. Thì 67% đã chọn bolognese. Vậy nên là bây giờ mình sẽ đi mua nguyên liệu để về nhà nấu ăn nha. Let's go. Thế mình là ai làm? Em hay anh? Em, hôm nay anh làm sáng rồi, giờ okay. Em làm. Ok, hay để em cho mọi người vote. Thôi. Mình đang đi đâu em? Đi siêu thị, mua đồ ăn. Megamart. Khi nào mới hết dịch? Cách chọn dưa hấu. Đây là những gì bọn mình đã mua nha mọi người. Mọi người hãy dừng cái video này vào phần comment và đoán bọn mình mua mất bao nhiêu tiền tất cả ở đây. Và bạn nào đoán đúng nhất thì mình sẽ tặng một cái áo bên Lenoir Studio. Đây, cho mọi người nhìn sơ đấy.
Cuối cùng mình đã về tới nhà rồi nhá. Vì là bọn mình về nhà quá là muộn, bây giờ gần 5 giờ rồi nên là quyết định không làm đồ ăn trưa nữa mà sẽ làm mì Ý thay bữa tối. Và bây giờ bọn mình sẽ làm gì? Bolognese. Không, bây giờ sẽ làm gì cơ ấy? À, mình sẽ làm mặt nạ. Bây giờ bọn mình sẽ làm mặt nạ. Bọn mình có đăng lên Instagram và hỏi mọi người là mọi người muốn bọn mình làm mặt nạ dâu hay là sữa chua. Và 65% đã chọn dâu nên là chúng ta sẽ bây giờ làm mặt nạ dâu nha. Để làm ra cái mặt nạ dâu thì chúng ta sẽ cần dâu này, nước này, máy xay và cái máy làm mặt nạ kèm với viên collagen. Bây giờ thì mình sẽ xay dâu, một quả dâu vào một chút nước. Mình sẽ cho 20ml dâu vào và còn lại đổ nước vào. Rồi thì mình sẽ đổ cái hỗn hợp này vào đây. Tổng đây là 80ml. Để mà cái mask nó có thể đông lại nên mình sẽ cần một cái viên collagen như này nhá. Và bắt đầu thôi. Úi cha cha, mặt nạ dâu trang trí, trông đẹp. Và cái mặt nạ này mình sẽ cho tủ lạnh cho nó đông đá thật nhanh. Thật đã. Rồi em ơi. Đang có dâu đúng không? Anh có dâu. Sao? Gì rơi đây? Dâu. Rớt dâu à? Rớt dâu. Mọi người hay hỏi cách làm sạch cái máy này thì mọi người chỉ cần để chế độ làm sạch máy đổ tầm 80ml nước vào này để lúc nó kêu và ấn vào đây nó sẽ tự động làm sạch máy. Sau khi nó kêu thì mọi người chỉ cần xả nước là xong thôi nha. Và máy sẽ có thể sử dụng tiếp. Sau khi làm mặt nạ dâu thì bây giờ bọn mình sẽ nấu ăn tối. Và theo yêu cầu mọi người, bọn mình sẽ làm pasta bolognese và bolognese. Có một người rất là đói nên là mình sẽ cố làm nhanh. Mình sẽ quay sơ sơ thôi. Ai muốn có một cái recipe thì comment vào đây để mình hôm nào sẽ quay một cái video riêng nha. Ok, let's go. Mình làm pasta thì anh Đạt đã làm cheese plate. Hôm nay dịp gì mà ăn uống ngon đấy anh? Rửa điện thoại à? Cuối cùng đã nấu xong rồi, mọi người nhìn thấy có ngon không? Giờ cho ra đĩa nha. Và đây là bữa tối của bọn mình. Bây giờ bọn mình sẽ ngồi ăn cơm. Không ăn cơm, ăn mì Ý. Bọn mình ăn tối đây. Ngon không anh? Ngon. Thế là đây rửa bát? Không ngon. Bọn mình đã ăn tối xong rồi và bây giờ bọn mình sẽ xem phim. Linda có cho mọi người hai lựa chọn là một là xem phim hay là chơi cờ vua. Và 78% đã chọn xem phim. Anh thích xem phim gì? Anh thích xem phim ma. Không xem phim ma, em sợ ma. Nói chung là bây giờ bọn mình sẽ ngồi chọn xem phim gì. Cảm ơn mọi người đã xem cái video này. Mong là mọi người thích cái concept Instagram điều khiển một ngày trong cuộc sống của bọn mình. Hãy like, subscribe và comment. Và muốn bye bye mọi người đi. Bye bye. Bye bye. See you. Bye.